Để rồi qua đó bà chúng còn là sống lời của Thiên Chúa
điều mà cũng chỉ cái biển ý thức kinh doanh không phải chỉ có ở nơi mẹ Maria mà còn đặc biệt được thi hành bởi chính công phổ Thiên Chúa của Giêsu Kitô trong cuộc đời Ngài là luôn sống tâm tình hiến dân và thực hiện lời Thiên Chúa ý của Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Từ điều mà trẻ Ngài không thể bỏ đi tín đồ Thiên Chúa thì trong lúc mà người thân nhau lúc đó đang đối diện với hạnh là một cái đau đớn cùng cực cảm hồn lẫn xác thì Chúa Giêsu vẫn vươn lên đặt lời cha nên có thể được xin cấp trên này khỏi con nhưng đừng nghe lời con một nghe lời cha và đặc biệt hơn trên cây thập giá Chúa Giêsu đã tỏ ra trung thành đến cùng dù có bị Thiên Chúa là bỏ rơi lời cha mọi sự đã hoàn tất rồi lễ dân toàn yêu đã được tin nghe là Đức Giêsu Kitô trở thành nhà cứu chuộc của muôn loài và vì thế Ngài đã thực hiện sự đến tại của hạnh phúc và trở thành nguồn ánh sáng thân cứu độ cho tất cả nhân dân. Từ gương mặt trẻ nhìn ra gương mẫu của Kitô để từng người một người chúng ta biết nhìn ra cái tâm tình mình hoàn có ở trong đời sống Kitô hôm nay với những tình trường tồn mà người chúng ta đang nhận chúng ta đừng dâng hiến cho Thiên Chúa và từ lúc đó chúng ta cùng cho về Chúa cùng cho về Chúa Đức Kitô chúng ta phải trở nên ánh sáng soi cho mọi người chung quanh. Nói cách khác chúng ta phải thực hiện một cái đời sống và tâm tình hiến dâng qua lời nói qua suy nghĩ và qua hành động của người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày và những Kitô chúng ta thực sự là sống trọn vẹn ý nghĩa hiến dâng thì chúng ta luôn luôn biết tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa và thực hiện thánh ý của Chúa một cách tốt đẹp. Ý Chúa nói của người chúng ta trong lời Ngài, ý của Chúa mang nhau nói của nhau hồn qua mọi biến cố vui buồn cuộc sống. Tất nhiều lúc là ý Chúa những khi đi ngược lại với ý chí của người chúng ta với bản tính tự nhiên của người chúng ta đây thì những lúc đó chúng ta đang cùng Chúa chia sẻ những giờ phút bóng tối ở nơi đường cái dầu hay trên đỉnh cao của cây thập giá chỉ khi nào chúng ta vui lòng đón nhận rồi biết chấp nhận để được tái biến đi để được chết đi thì chúng ta mới thực sự đã hoàn tất cái cuộc đời dâng hiến của mình cho Chúa. Thứ điều mà che đó là lúc sự sống mới được phát sinh là bằng con người nhìn ánh sáng độ của Kitô qua hình ảnh thập giá đời chúng ta. Thứ điều mà che với các bạn hôm nay là các bạn cũng nên có đến đây để dâng con mình cho Chúa. Các bạn nuôi gương mẹ Maria để rồi giáo dục dạy dỗ con cái của mình đi theo đường đẹp của Thiên Chúa để rồi đồng thời chính các bạn hãy nêu gương sống tốt đẹp và tâm tình tận hiến như mẹ để dùng cuộc đời của các bạn có bạn tỏ nhân những cái lưỡi gương những lưỡi gặp quanh quanh thì các bạn cũng hãy nhớ rằng đó là cách thức chúng ta đang hoàn lại cái đời tận hiến của Chúa đấng đã đem lại cái sự sống cho tất cả mọi người, đem lại sự sống cho tất cả đang tan lòng được lạc lối. Thưa các bạn trẻ trong tâm tình này giờ đây ở tất cả mọi người chúng ta lên để xin Chúa tuôn đổ một bức lạnh xuống cho người chúng ta và thiên kinh chúng ta xác tin rằng chính Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng soi đường chỉnh lối cho người chúng ta để chúng ta đạt được ơn cứu độ. Đồng thời chúng ta xin Chúa chúc lành cho các bà mẹ và các trẻ em ngày hôm nay. Cho tất cả này mời tất cả người chúng ta chúng ta cùng viên sự tìm kiếm. Tôi tìm kiếm một Thiên Chúa làm cha toàn năng. Thank you.
Chúng con cầu xin